Lý Hoàng Nam từng thua Colin Sinclair tại Davis Cup 2021. Colin Sinclair, 27 tuổi, hạng 576 thế giới, cao 1m88. Tay vợt số 1 Việt Nam có dịp phục hận ở giải quần vợt quốc tế Davis Cup nhóm 3 khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2022. Nhập cuộc tự tin, Lý Hoàng Nam thắng dễ set đầu với cách biệt 6-2. Nhưng sang set 2, Colin Sinclair giao bóng rất mạnh và đánh chính xác nên thắng lại 6-3. Bước vào set đấu quyết định, lối đánh bền bỉ của Lý Hoàng Nam phát huy tác dụng. Quyết tâm của anh khiến đối thủ không thể lật ngược thế trận, qua đó giành thắng lợi 6-3. Trận đôi nam quyết định thắng bại vì trước đó Trịnh Đình Giang đã thua Clement McWhite 7-6, 6-3. Lý Hoàng Nam có đồng đội Lê Quốc Khánh. Trong lúc đó, Colin Sinclair cũng được Brett Baudinet hỗ trợ. Ở set 1, vô lưới Lê Quốc Khánh tỏa sáng với những tình huống bắt lưới giúp đội nhà thắng 18 ở loạt tiebreak, qua đó thắng set đầu 7-6. Sang set 2, đối lượt Brett Baudinet đánh chiến lưới khá hay, giúp Pacific Ocean giành break quan trọng để thắng set đấu này 6-3. Tới set 3, Colin Sinclair và Brett Baudinet chơi bùng nổ để thắng chung cuộc 6-3, giúp đội nhà giành ngôi vô địch. Trước trận này, ban tổ chức đã trao huy chương vàng cho hai đội dò đứng đầu bảng.